bóng cô giáo để đi chụp hình. Khán giả nhận ra phản ứng từ trưa giờ là ngăn 12 giờ. Đúng cái hôm nay một xíu rồi nghiêng em cũng lấy bức ảnh nào rồi chứ nhưng có góc mặt luôn tự nhiên cứ nhích nhẹ qua ok. Cô xin đi đã thấy cô xin đi đã thấy rồi đã đánh giá. Có giám thị á nha, chụp cho đẹp á, tạo dáng cho đẹp á, giám thị đang giờ đó. Cô xin đi xuống lại đó, cô đã thấy và cô đã đánh giá. Bung tà đồ lên hất nhẹ một bên thôi, đừng hất hai bên, hất hai bên kỳ lắm. Tay này để nè, mềm mại ra, không có bồn, mềm ra.
Người tung tà thử nào. Tung được không? Tà này sao tung? Rồi, người nắp lắm mai. Tay người con. Chống tay lên. Tay bên kia. Chống tay mạnh lên. Chống mạnh lên, để có tay xuống. Tà có mai. Lắc qua lắc lại thôi. Đầu gối đâu? Tao làm mũi chân. Nhấc đầu gối lên. Đúng rồi. Tiếp đi. Là thôi. Năm ngón tay là năm cái qua đâu. Là tổ. Dạ đúng rồi. Người tự nhiên coi. Đúng rồi. Khóe môi đâu, mắt luôn. Rồi, nó ok rồi. Cái này giống bào người đẻ, người đẻ. Sao ạ? Thấy cô chỉ sao? Đây là một ngày vừa mới đăng quang của tụi mình. Thì tụi mình đang rất đáng. Hoa hậu, á hậu 1, á hậu 2. Sao? Thấy cô thị phạm sao? Phạm Thị Nhung. Bé nó bị sốt luôn. Ngân tái mạch. Có người bối rối. Tại vì làm nhiều kiểu quá thì cô là chuyên nghiệp. Mình cũng không biết làm kiểu gì. Mình làm kiểu được mà cái mặt của mình nó thấy ghê quá. Lần đầu lọc hình lại thôi. Đúng rồi, về lọc hình lại thôi. Bắt đầu ra dáng mua đồ hơn rồi đó. Trời ơi, đẹp quá nè. Đâu. Ai vậy? Chấn phải động tôi. Chưa? Không phải tôi. Rồi. Xuất sắc quá Nhung ơi. Đây là ra cái góc cái tường đen kia kìa. Mình nhân cửa đấy này, cái mặt đó, đúng rồi. Giống như trong studio đó, đúng rồi, đó. Đẹp. Rồi. Rồi nhìn đây nè. Đúng rồi, đẹp. Khác gì mua đồ. Mua đồ này hơi mập tí. Đứng tay vào tường luôn, dựa vào tường luôn. Có sát cái đầu luôn. Xoay, không xoay cái người ra. Đúng rồi. Sexy. Ok rồi, nhìn đây. Mấy. Cao tay lên một xíu Nhung ơi. Cao lên nữa, gần mặt hơn. Xui tay về gần mặt hơn. Đó đẹp.
quay đây nhìn lên cười đi. Đây chắc chơi người chơi. Cái này để đen lên lại nữa nó đẹp nữa này đó. Chấn động mà chị vui. Đếm tới 3 rồi bung. 1 3 1 cái nữa 2 3 lấy full người. Cho giảm cho chú. Chấn động bà cô dâu. Chập mà tập mà chừng nào lên chuồng như vậy tiếng á. Ừ. Trời ơi, đỉnh tập là... Chập mà lên chuồng này nè, cơ bụng này bà nhìn đã lắm. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.